Và anh Nghĩa ạ. Dạ vâng ạ, Vâng. chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh, tôi bác sĩ Tuấn bây giờ thuốc Đỗ Minh Đường ấy. Tôi gọi điện hỏi lại về tình trạng uống thuốc của anh, về bệnh mất ngủ tiến triển thế nào rồi. Dạ cảm ơn bác sĩ, thì dạo này sức khỏe của tôi nó ổn định tương đối rồi ạ. Vâng. Nhờ cái thuốc bác sĩ kê cho tôi thì tôi thấy dạo này là tôi ngủ ngon hơn trước rất nhiều rồi. Vâng, và cái sức khỏe của cơ thể cũng được cải thiện đúng Dạ vâng ạ. không? Ừ. Vì thế anh dùng thuốc cho cái thuốc tôi kê cho anh quá trình sử dụng có vấn đề, gặp vấn đề khó khăn gì không? Dạ không ạ, cũng như lúc đầu bác sĩ dặn tôi đấy, là cái thuốc này là nó phải tầm độ khoảng 10 ngày nó mới thêm một tuần nó mới tác dụng, thì cũng đúng ạ. Tôi sử dụng được khoảng 10 ngày thì bắt đầu thấy có cái cơn buồn ngủ tự nhiên rồi. Thế nhưng mà nó cũng vẫn cơ cứ là nó thỉnh thoảng nó mới vẫn bị thức đêm. Vâng, tất Thế nhiên là tôi dùng bởi vì là cái thời gian điều trị của anh nó chưa được đạt chuẩn đấy nhé. Vì trung bình nó phải điều trị từ 3 đến 5 tháng, mà anh uống thuốc tháng đầu tiên nó có tác dụng ngay, có thể là nó chưa ổn định hẳn được vì cái chức năng gan thận khí huyết của anh lưu thông chưa tốt anh nhé. Thế nhiều lúc vẫn có thể mất ngủ lại. Vì cái bệnh mãn tính thì trong những cái thời điểm nhất định nó có những thay đổi về thời tiết, môi trường, nó vẫn là có những cơn mất ngủ cấp tính. Và thế cái thuốc tôi kê cho anh thì trong quá trình sử dụng có gặp vấn đề gì khó khăn không? Dạ không có vấn đề gì bạn, tôi vẫn đang dùng bình thường mà không thấy có cái phản ứng, cái tác cái dụng phụ gì cả. Vâng. Mà cái thuốc của nhà bác ấy thì là để điều trị tạm viên, phải để trong cái hộp ấy, nên là rất là tiện sử dụng. Nó không như những cái thuốc nam trước mà tôi dùng đấy, cứ phải đun sắc mà nó lại không hiệu quả của bạn, nhà bác rất là mất thời gian. Đấy. Thực ra các bạn thực ra mà nói thì cái thuốc nam thì có thể bào chế ra nhiều dạng khác nhau, có thể là sắc nước đóng túi hoặc cô đặc lại, nhưng bản chất nó vẫn là những cái thang thuốc. Tức là tôi chỉ bào chế giúp anh thành dạng anh dạng viên hoàn để anh dễ sử dụng thôi. Dùng thuốc nam hay thuốc đông y thì nó cần thời gian uống kiên trì, vì nó phải nó chữa vào nội tiết, nó cân bằng cái nội tiết tố trong cơ thể của anh, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn và chức năng gan thận khỏe hơn, nó còn bồi bổ sức khỏe cho mình và nâng cao tuổi thọ. Vì đàn ông là thận khí là chủ mà. Nếu như thận mà yếu là ảnh hưởng đến sức khỏe, sức đề kháng của tuổi thọ của mình nữa. Alo. Alo. Và bây giờ anh vẫn dùng thuốc đều đặn chưa ạ? Tôi vẫn đang dùng ạ. Cũng tên là khả năng sắp hết rồi bạn. Thế cũng Vâng. đang tính là định gọi các bác để xem là có cần để gửi thêm thuốc được không, là vì tôi cũng xa, Vâng. lên nhà thuốc Thực ngại lắm. ra là anh uống tháng đầu tiên như vậy là tiến triển tốt, cơ thể đã bưng tốt đấy. Thì đầu tiên tôi có hơi lo lắng một chút vì cái thận anh nó hơi yếu, thì thận kém thì tỳ vị nó hơi hư, khả năng hấp thu nó hơi chậm hơn, nhưng mà hấp thu thuốc được như vậy là rất tốt đấy nhá. Vâng, và anh cố gắng dùng thêm thuốc để đảm bảo có liều trình điều trị để nó cân bằng được chức năng gan thận, và nó giải phóng được cái chèn ép từ xuống cổ của anh ấy, thì nó đưa máu lên não và nó đưa cả oxy lên não, thì nó sẽ cân bằng nội tiết và ngủ tốt hơn cho anh. Và thế bác sĩ có thể giúp là bác sĩ gửi thuốc cho tôi được không ạ? Vâng, cái này gửi được cho anh nhá. Vậy anh cứ nhắn cho tôi cái địa chỉ và số điện thoại của anh đi, thì tôi gửi thuốc cho anh, thì anh cứ dùng theo hướng dẫn là được. Thì anh cứ dùng khoảng 3 tháng thì anh quay lại để tôi kiểm tra lại cái mức độ tiến triển của anh qua bắt mạch nhé. Vâng ạ, vâng, thế cảm ơn bác sĩ. Vâng, thế quá trình dùng thuốc anh có cảm thấy bất tiện chỗ nào không? Dạ không ạ, uống sử dụng thì là không có cái bị làm sao đâu ạ, là không có cái phản ứng phụ hay là có cái triệu chứng gì mà sử dụng nó rất là thuận tiện ạ. Vâng, vì tôi cũng đã nhấn mạnh với anh rồi, thuốc nam nó rất lành tính, nó dùng cho cả người cao tuổi, trẻ nhỏ hay người bệnh đều dùng được, vì nó đông y nó điều trị nó chú trọng là nâng cao chức năng gan thận và cái nội tiết tố trong cơ thể, thì nó sẽ ổn định lâu dài luôn cho mình nhé. Anh cứ cố gắng, tôi sẽ gửi tiếp cho anh một liều 2 tháng nữa, và khi uống hết 2 tháng nữa thì anh cố gắng sắp xếp thời gian qua để tôi kiểm tra lại cho anh. Dạ vâng ạ. Vâng, và anh nhé. Vâng. Vâng, chào anh. Vâng, chào bác sĩ ạ. Vâng, chào anh. Với cái tình trạng bệnh nhân Nghĩa ở Linh Bình vừa xong, tôi có hỏi đến thăm hỏi, hỏi thăm qua bệnh nhân qua Zalo ấy, thì bệnh nhân này mất ngủ từ khá lâu rồi, nhưng nguyên nhân mất ngủ chính của bệnh nhân này là do tuyến xương cổ bị thoái hóa, khiến cho lưu lượng máu lên não bị giảm sút, cộng với là người thì bị nhiệt, nội tiết nóng trong, cộng với công việc áp lực suy nghĩ nhiều. Thế là tôi thông thường tôi dựa trên bài thuốc an thần đỗ minh. Nhưng với tình trạng bệnh nhân như kể trên, có kèm tuyến xương cổ bị thoái hóa ảnh hưởng đến máu lên não, thiếu năng tuần hoàn não, thì có thể kê thêm thuốc đặc trị xương khớp này để giải quyết cái phần đốt xương cổ, và thêm bổ gan giải độc
bổ thận, giải độc hoạt huyết bổ thận để tăng cường chức năng gan thận để dẫn máu lên não, để cung cấp oxy cho não rồi đầy đủ thì nó sẽ giấc ngủ sẽ được cải thiện an thần. Và cái quan trọng là cân bằng được cái nội tiết tố của bệnh nhân để cơ thể không nhiệt nóng nữa, thì âm hư sinh nội nhiệt nóng trong mà, thì nó mất dần cảm giác sợ lạnh và cơ thể sẽ được phục hồi sức khỏe và tăng cường lên. Thì bao giờ đầu tiên đến khám thì tôi cũng tư vấn bệnh mất ngủ mà do nội tiết, mà do ảnh hưởng từ thiểu năng thoát não, do đốt sống cổ bị thoái hóa chèn ép ấy, thì thời gian điều trị trung bình khoảng tầm từ 3 đến 5 tháng. Nhưng mà bệnh nhân này thì khả năng đáp ứng thuốc cũng rất nhanh, nên là trong tháng đầu tiên thì cái cải thiện về giấc ngủ nó rõ rệt rồi, cộng với là cơ thể bệnh nhân là cảm giác không mệt mỏi uể oải, ngủ dậy không có cảm giác là mệt mỏi khi khi uống thuốc, và quan trọng là giấc ngủ của bạn không còn mê mệt, không còn mơ mơ linh tinh nữa, thế là thần kinh được cải thiện tương đối. Nhưng các bạn lại đông y là mình điều trị vào gốc, tức là nó điều chỉnh từ cái chức năng gan thận, từ nội tiết trong cơ thể, nên thời gian điều trị nó cũng bác sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho bệnh nhân là nó cũng tương đối là xa dài, chứ không nên nóng vội, bởi vì là đông y nó giải quyết tận gốc nguyên nhân, thế là phải có thời gian để chức năng gan thận bồi bổ lại những cái phần đã tiêu hao suy giảm, thì khí huyết lưu thông tốt thì cơ thể mới được một thể trạng tốt nhất. Với cái thông tin tôi chia sẻ về bệnh nhân Nghĩa Linh Bình hôm nay, thì bà con có ai gặp vấn đề về giấc ngủ này, hay là có thể gọi điện trực tiếp với tôi, hoặc nhắn tin, hoặc là có thể khám trực tiếp, hoặc là tôi có thể gọi điện tư vấn qua video call, hoặc là để tư vấn kỹ hơn và giải quyết triệt để cái vấn đề này cho các bạn.